13 năm, gặt hái được nhiều thành công và trải qua không ít biến cố, SNSD vẫn là cái tên chân quý trong lòng người hâm mộ nhạc K-pop. Ngày hôm nay mùng 5 tháng 8 chính là kỷ niệm 13 năm debut của nhóm nhạc quốc dân SNSD. Ra mắt từ năm 2007, trải qua 13 năm thăng trầm với nhiều thành công và cả biến cố, đến nay nhóm nhạc SNSD vẫn là cái tên cường thành trong lòng người hâm mộ, cũng như là các thành viên đều có sự nghiệp solo thành công. SNSD ra mắt công chúng vào tháng 7 năm 2007 với đĩa đơn Into the New World, ca khúc nhanh chóng tạo nên cơn sốt tại Hàn Quốc, được mệnh danh là thánh ca debut của K-pop. Nhóm nhạc SNSD sau đó trình làm một loạt bản hit nổi tiếng khác như Oh, Put, Jenny và đặc biệt Raji. Ca khúc đưa tên tuổi của nhóm SNSD lên tầm cao mới. Sau 13 năm ra mắt, nhóm hiện tại đã tan rã và mỗi thành viên đều có sự nghiệp khác nhau. 1. Jessica. Jessica là trường hợp để lại nhiều tiếng nuối nhất không chỉ với các fans là fan của SNSD mà còn cả làng âm nhạc K-pop. Nữ hoàng băng giá có nổi trội vì giọng hát xinh đẹp và tính cách hài hước. Cô là thành viên sở hữu fan đông đảo bậc nhất trong nhóm nhạc SNSD. Từng có giai đoạn Jessica được SM quan tâm, cho xuất hiện trước truyền thông nhiều hơn cả Suna, thành viên đảm nhận vị trí vai rùa của nhóm. Hành trình của Jessica và SNSD bất ngờ kết thúc vào năm 2014, trước khi nhóm nhạc SNSD lần đầu chặt chân đến thánh đường Tokyo Dome. Jessica khiến K-pop chấn động với quyết định rời nhóm. Dưới sức ép của SM, Jessica không thể xuất hiện trên truyền hình, các hoạt động nghệ thuật của cô bị đình trệ. Hiện tại, Jessica gần như mất tích khỏi bản đồ K-pop, nữ hoàng băng giá giờ tập trung vào kinh doanh và phát triển thương hiệu thời trang riêng của mình. 2. Juna. Juna được ví như là thỏi nam châm hút fan của nhóm nhạc K-pop SNSD với vẻ ngoài trong sáng, đáng yêu và tính cách dễ mến. Hiện tại thì Juna là thành viên có sự nghiệp thành công bậc nhất của SNSD. Không chỉ rực sáng trong sự nghiệp âm nhạc cùng nhóm nhạc K-pop SNSD, Juna để lại tiếng vang khi lấn sân sang điện ảnh hay là tham gia các dự án quảng cáo. Sức hút của Juna chưa giảm sút ở tuổi 30, cô thường xuyên góp mặt ở các sự kiện lớn với vai trò là MC hay là khách mời. 3. Taeyeon. Trong 9 thành viên nhóm nhạc K-pop SNSD, trưởng nhóm Taeyeon là người có sự nghiệp ca hát thành công nhất. Thị Leader là một trong những nữ thần tượng sở hữu khả năng thanh nhạc tốt nhất K-pop. Cô thường xuyên đảm nhận những đoạn Killing Pass của SNSD. Taeyeon luôn hoàn thành tốt vai trò giọng hát chính của SNSD và cũng gây tiếng vang khi phát triển sự nghiệp solo. Từ lúc Taeyeon được giới thiệu trong vai trò solo, từ ai cho đến gần nhất đó là Happy, nữ ca sĩ ngày càng chứng minh được năng lực và chỗ đứng của mình tại thị trường K-pop. 4. Tiffany. Mắt cười Tiffany từng rất được yêu thích trước khi vướng vào scandal chính trị năm 2016. Thế nhưng sự chăm chỉ đã giúp cho Tiffany phần nào khôi phục thiện cảm với công chúng. Sau khi không tái ký hợp đồng cùng với SM, Tiffany trở về Mỹ để phát triển sự nghiệp solo. Dù đã rời SM nhưng mà Tiffany vẫn giữ liên lạc với các thành viên và thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong các show giải trí tại Hàn. 5. Sunny. Sunny SNSD có khá ít các hoạt động so với các thành viên khác. Đến nay thì cô là thành viên duy nhất chưa có sản phẩm solo. Thay vì tập trung vào âm nhạc, Sunny nghiêng về mảng giải trí nhiều hơn. Nữ thần tượng từng tạo dấu ấn khi tham gia những chương trình như là Invisible Youth, Roommates hay là FM Date. 6. Juri. Trái ngược hình tượng dễ thương đáng yêu mà các thành viên SNSD theo đuổi, Juri lại được biết đến là biểu tượng sexy của nhóm nhạc K-pop SNSD. Dù không phải là thành viên nổi bật trong nhóm, thế nhưng nhan sắc và tài năng của cô lại được đánh giá cao. Bên cạnh các hoạt động cùng với SNSD, Juri cũng phát hành album solo đầu tay vào năm 2018 và đạt khá nhiều thành công. 7. Hyoyeon. Lúc vừa ra mắt, Hyoyeon không nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả vì ngoại hình lép vế so với các thành viên còn lại. Nhưng qua thời gian, Hyoyeon dần chứng minh cô là mảnh ghép quan trọng của SNSD với vũ đạo xuất sắc. Hyoyeon thường xuyên được SM cho comeback với các MV, được trau chuốt hình ảnh kỹ lưỡng. Hiện tại, dancer chính của SNSD đang ấp ủ ước mơ trở thành DJ chuyên nghiệp, cô đang đi lưu diễn khắp nơi. 8. Sohyun. Sohyun là một trong ba thành viên quyết định không tái ký với SM vào năm 2017. Sau khi rời SM, Sohyun quyết định thử thách bản thân ở lĩnh vực diễn xuất. Cô cũng ra mắt người hâm mộ với tư cách nghệ sĩ solo, nhưng không để lại nhiều dấu ấn. 9. Suyang. Tương tự với Sohyun,
Suy Young quyết định xử sức với nghiệp diễn xuất sau khi rời SM. Dù được đánh giá là một ngôi sao có năng lực diễn xuất tốt, nhưng kể từ khi rời SM đến nay, Suy Young không có sản phẩm nào nổi bật. Trong lĩnh vực ca hát, Suy Young cũng không gây ấn tượng khi rời xa nhóm nhạc K-pop SNSD.